bạn đã quay trở lại video tô màu của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu bức tranh về một trò chơi rồng rắn lên mây nha các bạn. Và bây giờ hãy cùng mình đi tô màu. Đầu tiên thì mình sẽ tô mái tóc của cô gái đang đứng ở trên nha các bạn. Và cô gái này là người phải bắt một trong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bắt một trong 6 bạn này thì có thể thay thế cho cô gái lên trên này. Và bạn nam này sẽ phải bảo vệ cho 6 người ở đằng sau. Nếu một trong 6 người đằng sau bị bắt thì là sẽ lên làm và thay thế cho cô gái này nha các bạn. Đây là một trò chơi dân gian tuổi thơ, chắc hẳn là có rất nhiều bạn trẻ. Tiếp theo thì mình sẽ đi tô chiếc váy của cô gái. Chiếc váy của cô gái thì mình sẽ tô màu hồng nha các bạn. Và mình đã tô xong chiếc váy của cô gái. Tiếp theo thì mình sẽ tô những bạn nhỏ đang bám vào nhau để chơi nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ tô mái tóc. Đây là bạn đầu hàng và bạn này phải có trách nhiệm bảo vệ những người đằng sau nha các bạn. Nếu mà những người đằng sau bị bắt thì phải thay thế cho cô gái này lên. Tiếp theo thì mình sẽ tô chiếc áo cho bạn nam đứng đầu tiên nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô chiếc quần. Về chiếc áo của bạn nữ. Mình tô luôn chiếc quần nha các bạn, đây là một bụng.
Tiếp theo mình sẽ đi tô những đôi giày cho các bạn nhỏ nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô những bông hoa. Mình sẽ tô chú chó nha các bạn. Đây là những chú dê con. Như vậy mình đã hoàn thành tô màu xong bức tranh các bạn nhỏ đang chơi trò chơi rồng rắn lên mây nha các bạn. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người ở những video tô màu tiếp theo của mình.